Thưa các bạn, một trong những điều để lại ấn tượng với các đội tham dự giải năm nay chính là việc các cung đường thi đấu có khung cảnh rất đẹp. Phóng viên thể thao của Truyền hình Đồng Tháp đi cùng đoàn và có ghi nhận thực tế. 10 chặng đua với hơn 1.000 km đi qua các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ, rồi lên Tây Nguyên và trở xuống các tỉnh thuộc khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Đó đều là những nơi tuyệt đẹp với khung cảnh thiên nhiên đặc trưng và cuốn hút. Đoạn đường bằng và những cái cung đường bằng phẳng thì tất cả vận động viên và nhân em thấy rất là đẹp. Những cảnh đẹp trên đường đua cũng đã để lại ấn tượng đậm nét với các đội đua khách mời, những người lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Tôi thật sự ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên ở Việt Nam, nó rất đẹp. Điều động lại sau mỗi chặng đua không chỉ ở việc tranh tài thành tích trên tinh thần thể thao trung thực cao thượng, mà ở đó, ban tổ chức cũng muốn giới thiệu những nét đẹp về thiên nhiên và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tôi cảm ơn ban tổ chức đã giúp chúng tôi có những trải nghiệm tuyệt vời ở Việt Nam. Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương là một hành trình không chỉ để tìm ra người chinh phục thiên nhiên, chinh phục các con đường để giành danh hiệu cao quý nhất. Đó còn là hành trình đưa những người yêu xe đạp, những vận động viên đến gần hơn với những món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho dải đất hình chữ S.